phần thì thứ nhất là cái tình hình kiến thức cơ bản về một học vụ nào, thứ hai là mình sẽ nói lên về các nhóm mà vụ nào thường gặp nhất thôi, và thứ ba là cập nhật thêm những kiến thức về học vụ nào. Thì đầu tiên hiện nay vừa bị sinh vật gọi là mũi bọt của hệ thống của ngành học nhìn được phòng tư, thì cái chuyện mà gọi lý giảng của mình hiện nay cũng không phải là một tổn trong cái chẩn đoán, bởi vì một số các cái tổn thương không cần giảng của mình cần phải đọc được và thậm chí giảng của mình nói cũng cần thiết, như là các cái u mờ thể trái vùng mặt nào nám bị nhiều bị thực sự thì nó đi nhau rồi, và thì mình giải thích lúc đó rồi các cái chuyện và cũng bao giờ cái u nào mất. Và như vậy thứ hai là chúng ta để giải quyết những nhân sự kiện nào qua điều để là cho những người đội đâu bị sai, cho nên có những trường hợp chúng ta khi được chỉ hai người chúng ta phải đọc được cái loại gì và giúp cho người tình tự điều trị cho bị sai luôn. Và thứ ba là một số trường hợp nó có một sự giống lẫn như ý hình ngô hình học, nó cũng hẳn là nó lấy sạch, thứ hai là cũng hẳn cái mô bệnh học đó nó không để mình đọc được ra, thì như là mình nói là dùng cái u mà sau vào nó lâu nếu như chúng ta có cái mô bệnh học có thay đổi vi năng còn với thì sau vào tăng sinh còn với thì sợi với dưới tạng thì chúng ta đủ tiếp tục đọc bệnh học là u sau vào nó lâu. Tuy nhiên đôi lúc khi tôi lấy một mô cũng hẳn là có một cái thay đổi vi năng mà chỉ có cái ý thay đổi của thân thể nào cũng đến thôi, và thân thể đều vì có thể gặp các môn bác sĩ cũng đến tức là môn, và như vậy thì cũng đủ tiếp tục và có thể người ta đọc không ra được gì thì u nào có thể anh đang đọc rất rõ. Điều đầu tiên thì chúng ta thấy rằng thời tiết nắng này các anh chị tin quá thì đấy nhiều máu có cái vân bộ vậy, chỉ bảo tồn cấu trúc của não thì chúng ta vì là những cái nhiều máu nhất thực chất nó có cái hiệu chống chỗ của hình lực bệnh cạnh lâm sàng cũng không có cái bệnh bệnh của nhiều máu, và như vậy đến như là nó tiến liền của một cái người ta gọi là bệnh đặc hữu cục lóc, hay còn gọi là cái u loạn sản có cái nặng tôi gọi là u loạn sản thì nào hay là đặc hữu cục lóc. Thì đây cái ca này thì cũng có cái đau nhiều hơn thì chúng ta lại gọi là ca là không phải nó có những cái băng này, thì đó chính là cái đặc hữu cục lóc chúng ta đọc được luôn. Như vậy thì chúng ta cũng ở đâu trong kỷ nguyên thế này, và hiện nay thì thậm chí sau này có một số cái người ta nỗ lực để tìm hiểu vai trò của sĩ quan của quân đội, tức là gì, người ta dùng ký dùng radio hit và vitamin ta dùng về máy ứng để về thì nó như nào, người ta sẽ lập trình cho những cái tính toán và những cái loại u nào cũng vậy thì cả u, và như vậy thì lúc đó thì thậm chí đưa được trên văn bản nó đọc luôn ra giai đoạn là cả cái tính toán của sĩ quan quân đội mức vai trò luôn, thì đó là mức như vậy tương lai sang tương lai thì nay chúng ta cũng là như vậy. Như vậy chúng ta đầu tiên các bạn hiểu là có sản đơn có hiểu sản đồ hay không, có tổ chức có cú hay không, thì chúng ta có sản nhận và đầu tiên thì các bạn nghĩ là cú hay không cú đây là câu trả lời quan trọng. Như khi các bạn vô cái đặc giả cú thì các bạn nhiều bạn vô nhìn là cú đế cú luôn, thật sự như khi nó thực hiện kết quả nó quá mức. Thứ hai là tìm cả cái bất thường ở đấy thì có thể có thông nhân như là kiểu trong chỗ vô đầy có khi nào thì để giúp được các cái lưu sản nó cần bảo ngay được các thể có thể giữ lưu nặng hơi đúng không, để các bạn phải làm cái đó và phải ghi nhận qua những kết quả đó ở cả một cái gia này một tốt năm không bị ưu dạng giáo pháp gì vô vật. Và như vậy chúng ta có đâu u hay không u, và những vấn đề liên quan thì giả sử có thể cái này không phải u lâm sàng u thì chúng ta thấy là sẽ và bị trông thì chúng ta sẽ bảo được bác sĩ lâm sàng biết mình có tự điều trị. Rồi với một số trường hợp có sự mâu thuẫn thì là một vấn đề không thì chúng ta phải báo cho bác sĩ nhà của mình là những năm nay như thế này khả năng có thể giải quyết là khoảng sự không tương đối đồng chẳng hạn. Rồi và đặc biệt với phòng của chúng ta không phải là chỉ chỉ có u mà chúng ta phải làm sao mô tả mối tương quan của u xung quanh như thế nào để phục vụ. Và như vậy bác sĩ thì bạn này không chỉ là người mà phải khi có kiến thức về điều trị, tức là các bạn phải không chỉ là bạn phải biết phục vụ u này phục vụ thế nào cách mổ thế nào
để chúng ta có thể cung cấp cái thông tin đúng cho các bác sĩ ở quốc gia. Cái đó gọi là đọc đúng, chứ không phải là cái đọc không nào phải trách nhiệm của đó. Như vậy cung cấp cái gì? Cung cấp là cơ quan u và các mặt màu lớn cạnh bảo cước chẳng những là cạnh xóa cái mặt màu lớn mà bị sống lên đấy không còn cạnh đó không là chúng ta phục hồi mà bạn được. Thứ hai là các vùng chức năng nào thì hiện nay người ta dùng cái phục hồi chức năng đây là có thể để nhận chứng quang của u với cơ cấp cần có chức năng công nghệ và phục hồi và đánh lên vùng một là vùng chức năng đó. Và trường hợp mà nào bị tắc nghẽn thì chúng ta nên vậy thì bên trong cái sai lầm thứ hai đường nhựa là một cách ngoài cái chuyện là chúng ta có thể chuyển lúc cái đường trên thì có xem xét có thể mở thông nặng qua sang thứ ba bởi vì nhiều cái phòng viêm tròn cái đường đi phá sai lầm thật chứ không phải đường trên không được là như vậy. Như vậy chúng ta thế là nóng nào thì phải nói rằng hiện nay thì CT gần như là không cung cấp nhiều thông tin để điều trị cho nên gần như không ở cái lai thì người ta bỏ hẳn cái CT bắt đầu khi nhận nghi ngờ nào thì phải không có được CT làm gì được. Tuy nhiên chúng ta cảm thấy ở đây một cái tổn thương ở thể nhiệm cho nhận CT không thể gì đâu và tổn thương thì ra phải là có thể chỉ yếu tố của bọc viêm đây là một tổn thương gì các nào mà không thể được CT cho nên gần như là những bệnh lý này và tuy nhiên CT làm gì. Như vậy thì chúng ta đầu tiên là phát hiện tổn thương, hai chúng ta phải định vị thương cảnh chỉ là định vị cực kỳ quan trọng. Cái gì mà nắm được cái này là cái gì nắm hơn nắm được chúng ta có thể đọc được thứ nào rồi và xác định đặc điểm của thương ở đây chúng ta hiện nay với kỹ thuật ngày hôm nay chúc chúng ta có thể xác định được đặc điểm của thương theo kiểu là mô để bao loại kiểu gì xuất huyết khỏi từ vôi như thế nào chúng ta tất cả chúng ta đều tìm được hết trừ một cái chúng vô bình học gọi là tốc độ giảm phân và cái mức độ tỷ lệ dân số nhất thì mình có thể đọc được nhưng mà vẫn có cách để đọc được như vậy và như vậy chúng ta có những đường đi thì CT thì đã rồi còn tư thì cao hơn cái này cũng được cũng rồi và chúng ta nhớ một điểm về tầng phần hạch của u não thì chúng ta nhớ cái quy luật 1:3 là 1:3 là di căn rồi và 1:3 là ung thư đan điền và 1:3 là ung thư đan điền là như vậy nó dễ như vậy thôi. Và các u thư cái điểm thì chúng ta hiểu rằng hai u thì cụ thể đó là u sao vào và u thì vào cái điểm nhé. Còn các u mà không thư cái điểm thì chủ yếu là phần lớn các u ngoài trục là chính trong đó hai u mong nào u bao nhiêu cân còn những u vùng yên vùng tử tông là vô mong và chúng ta chụp thế nào thì protocol và thiết kế làm sao cái này cả gì cũng bắt buộc cả gì phải cùng nhau từ một cái bệnh viện nào thì cả gì phải cần có kiến thức chúng ta chỉ cần biết mỗi sông nó làm gì có vai trò gì sông mỗi sông giống như là sông thủy T1 chúng ta có thể phát hiện được cái gì có thể là xuất huyết hay là gốc vân vân rồi sông Pale nó phát hiện được nhiệt độ thay đổi được nhiều tăng thứ hai là tổn thương thứ hai sao chúng ta sẽ từ phòng xuất huyết thành công phổi rồi sang khu vực sau tiêm mức độ bằng thuốc và có xác định được cả mức độ đại thể và tấn sức mạnh thì nay cái nặng đọc từ máu không có trả được hết nhé. Ở đây chúng ta thấy đây không tiêm thuốc có tiêm thuốc thì chúng ta thấy rằng nó có những khác biệt về bằng thuốc rồi cấu trúc giảm nám dịch hoại tử của mức rồi phù ha. Thì bây giờ chúng ta cần xem xét ở CT thì chúng ta thấy rằng thấy là vì CT không khả quan thì chúng ta chỉ cần phát hiện được một cái gì hiệu ứng chống trộn không thì ở đây chúng ta lưu lệnh ở một nước thì chúng tôi là xóa cấu trúc rằng não kèm ép đề ép não rất vô mừng rồi phòng cái nào đó là phòng và từ CT khả quan thì nó cũng giúp thêm một cái thông tin là về mặt của mô u thôi nhưng thực sự thì cái vai trò CT nó rất là thấp. Và như vậy thì với một cái chất liệu này các chị phải nắm và đầu tiên các chị hiểu đọc cái chuyện của lớp sàn một cái này là các chị để sốt và nắm là cái này đầu tiên các chị phải biết là có hay không có tổn thương không thứ hai là có tổn thương nó nằm ở đâu cho nên chúng ta phải nằm trong hay ngoài trục trên hay dưới liều và các
vùng đặc biệt. Trong ngoài lúc thì chúng ta bắt buộc phải nhìn, và thật sự nói thẳng ra một câu là không phải là dễ dàng đâu. Các chị phải học nhiều, làm nhiều, cũng nhiều trên nhiều cá thôi. Tự nhiên như là các lục mà nó lại ngoài lục, mà nhiều cá tự nhiên như ngoài lục mà nó lại trong lục. Anh chị thì không có gì, không có gì. Nhưng khi chúng ta cảm chắc được cái đó rồi là chúng ta hơn 50% là chúng ta là gì? Chúng ta đề cũng biết rồi. Và tổn thương nhiều, một cái tổn thương thương, đặc biệt bắt buộc cũng vậy, đến cả những cái chúng ta phải làm hết. Rồi sau đó, chúng ta lại kết hợp với cả cái nhóm liên quan về tuổi lâm sàng rồi. Tuổi, thì chúng ta cũng cần nhớ một số cái chủ đề. Các anh chị nhớ rằng đừng có đến tuổi mà gán vào cái u ngay tức khắc, bởi vì cái chuyện bất tương xuất nó là tương đối. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ một cái điều rất kỳ quan trọng. Ví dụ khi chúng ta đọc gặp một cái u não mở, đang u não mở dưới trẻ em bé, thì chúng ta phải coi là một cái chúng ta đọc sai rồi. Nhưng mà u não mà hai là những u não đó thì phải nằm trong một cái hồi chứng bệnh của chuyên gia, hoặc là em nơi có ca trung học chính thức khác, thì lúc chúng ta phải đi tìm thêm có các cái u khác những cái liên quan đó rồi. Còn nếu như bản thân cái u não thì không thể gặp được nó đẻ được u não được, u bao nhiêu cũng không vậy. U đó là u không có người nhỏ. Như vậy thì khi nó gặp thì phải đi qua cần người chuẩn bệnh lý như là anh đã phạt. Chúng ta thấy cái phân bổ tuổi như thế thì có thể rằng có những nhóm nó tuyệt đối thể có cái tuổi, nhưng mà có những nhóm chặt cụ thể như những cái nhóm như tê lá tố hoặc u tế bào mầm, u sọ hầu, u nguyên mà về lâu đã tố hay bằng môn thì thường là cái tuổi trong năm cũng còn chừng là khi người tuổi này. Chỉ riêng u sọ hầu còn cái đợt tuổi khác năm ở tuổi 50-60 được, nhưng mà nó cũng chưa này. Tuổi u sọ bao thì cả chuyện trải từ nhỏ cho tới khi tương kết đều vậy, cũng có tuổi. U sọ bao có tuổi. U mầm não và gì khác thì về lớn. Còn nhỏ như tuổi trung bình như thì đủ thứ. Cái trong này u tiền liệt, u năm có gì vân vân. Như vậy thì là bằng là những cái tác kỳ có sự khác của tuổi như đâu còn lại như mầm não. Ở đây chúng ta có một cái trường hợp này, cái này từ việc cho tự nhiên nó cứ đổ mấy điểm vào tiếng Anh như cái bài thứ là việc từ việc chúng ta thấy rằng là ở đây có một cái tổn thương có một thanh và có nam, một thanh và nam, một thanh và nam. Nhưng nếu một cái đồng kinh mà khởi đầu đồng kinh ở người lớn là cặp, và ở cái đồng kinh ở người trẻ là cặp, được cái nhóm nam nữ thân mà đồng kinh trở ra này nhiều năm trước thì đương nhiên là một cái u não lành tính, và này thì kinh điển của nam nữ thân là thứ nhất là người đây trở thành một câu kinh điển gọi là u gan liêu, nhưng mà thật là u gọi là u nó luôn là cái điều bổn phận của cái dòng đó. Còn lớn thì chúng ta có những di căn. Và cái u mà người thì nó được thân hơi lớn tuổi thì rất là hiển vọng, hoặc là bị mê bè di căn đó. Những cái các chị thấy là từ đó chúng ta suy ra được một cái câu chuyện là cái tuổi có tuổi này nó lại có ý nghĩa, nhưng thì thường gặp đó rồi. U cái vòng này nó còn một cái u nữa, tôi sẽ nói xong tức là các cái dòng mà u sao bào mà dạng là khai bào thì nó nằm trong cái u này, cả cái nắp của cái đó là cái creo một kích sản xuất acosto cũng là nam một thân, rồi u gan liêu cái ông ma cũng thấy được cũng là nam một thân rồi. Đó thì những cái đó là tôi sẽ là cái gì sẽ biết. Còn đây nếu ở vùng duy dung mà tuổi nhỏ thì chúng ta có cái dòng u liên quan tới u phổi, tức là những cái dòng như là cái megaloblastom hoặc là cái bepanthemum. Trong khi 62 tuổi mà làm ví dụ thì chỉ được vào qua cái di căn hoặc là những cái u đê bê, nhưng nhiều khi đê bê nhiều lắm. Và như vậy thì chúng ta còn phải thêm đôi lúc có một số chúng ta tự chân như là u mà nó là u và ngược lại là vì sao có một số trường hợp những cái nhồi máu nhiều biết nó có hiện tượng đổ có này vậy
kêu cái khúc này thì chúng ta đưa được cái khúc cũng được nó. Đây một cái dàn của thứ nhạc nam có phần lục phan vui cũng rất nhiều dàn thì cái này là nó cũng phải dương đó là dàn nào đó cũng này là nó hay gặp như vậy. Rồi một cái điều nữa là một cái bẹp từ nếu mà tôi gió có thể đi sợ và đường kính cơ em chỉ được đường kính cười đường kính mà lên cơ là cái cơ có con cũng như nó cười vậy chi điểm bẻ mà có cái đó và cũng rất chậm ra còn mình cũng chết yên cũng hà đường thì mà cũng mắc thuốc thì chúng ta phải nhớ lúc đầu là thú gì là cái hàm mặt đục được và tự nhiên là thì mặt đục thì hôm nay là chúng ta cũng cần bệnh hoạt cái gì bởi vì chúng tôi đã thử rồi khi đọc lâm sàng như vậy điều trị nhưng mà khi vô dạng bệnh chọn ra là cái cụ thể một cái dạng để bao nhiêu thôi thì có thể trong những trường hợp cho nên cái đồng tính người và nhìn sớm là hai đặc trưng của hàm mặt đục hà đông. Và chúng ta điều trị các bệnh lý đặc tính được đó ví dụ là khi bệnh nhân có một khu ở cần khi bị tổn thương thì chúng ta có thể người bị bệnh căn bệnh đó thì hôm nay chúng ta có sẵn và những trường hợp chúng ta nữa bị nhóm bệnh ngồi chuyên gia là nhóm như bôi đau đớn nơ đốt phát ron tuyến hoặc là sẹo cực cụ thì chúng ta có những mối liên quan dù có viêm đau đớn thì chúng ta nhớ ở trong đầu nó sẽ có nằm đi đi kèm đó là về mong muốn là sốt mà và nm thì neurofibrosis thì luôn luôn gọi là cái u sơ quan ống và cái u vốn hoặc là có epimod cũng vâng là những thứ nói là liên quan tới cái nm còn sơ tử cung thì có một u người ta gọi là u sáu bao thì bao cục đôi dễ mang nặng thức nằm ở vùng lộ gặp gọi là sinh ra thì đó là sơ tử cung ha thì những cái đó là những cái tiêu thì chúng ta sẽ tìm ra được cái u lộ ở đây chúng ta thể gì có gặp u nằm ở vùng góc cầu hiệp đạo hai bên thì như thế đó là kỳ như thế này thì chỉ 56% phải gặp trong em nữ và vẫn như vậy chúng ta phải gửi những đồng nghĩa trạng thái cái này thì chúng ta thấy gì chúng ta thấy một cái khối ở vùng đồng rồi và khi chúng quan sát thì chúng ta thấy có một cái nốt phôi một tỷ nhiều thấp trên thứ hai ở chỗ này thì chắc là nốt phôi và một số tổn thương ở vỏ não thì cái kiểu như nhìn ra cũng có đại diện của người cái này là mình sơ thử nào cũng là nó có đặc trưng bởi cái nốt căn thần thức và của vỏ não và như thế thì nếu còn phổi không đúng đó thì nó phải nói chắc chắn là xe gan tức là cái xe gan là và cái u xe gan đó là cái tắc của cái xúc ê bằng cái mong dân xe và tốt xúc còn nam nữ thì nó chỉ có một cái khác biệt ý thôi. Ví dụ viêm tự nhiên để có bào thì và các cục viêm tự nhiên thì nữ là gấp đẳng lên nam, nhưng trong khi ở những u tử cung thì giống nó tử cung thì sẽ là nam nữ mà cái kiểu có giống nó mà cái điểm thì nó gọi là nữ thôi. Đó, thì những cái nữ là đặc biệt thôi. Cái này ta nhiều thêm bởi vì những cái này nam nam có thể tự nhiên nó gọi là đặc biệt. Còn trong cái mục tiêu của chúng ta chỉ cũng là trống đang ngoài trục thế này dễ đều và các số cũng đến khu bây giờ chúng ta thấy cái đề nghị đầu tiên chúng ta là một cái trống trục tức là trống ngũ thứ một ngoài trục thì ngoài thứ một nhưng qua kỳ thứ này thì vùng nào thức người ta tách ra thành một vùng riêng cũng tận một trong ngoài trục luôn cũng tận một đề cho nó vì nó không nó khó hơn cho nên chúng ta thấy như vậy là như vậy như vậy phần trong nó không phải là phần trong ngoài trục là sao không phải là và một điều cái gì phải nhớ một điều là làm sao chúng ta cố gắng cắt được cái này bằng cái bảng này và cái bảng này thì cũng dễ có thể có những cái trong lẫn nhau tổn thương liên quan của xương và liên nào thì chống được thì để gặp nhưng vẫn có cái gì tổn thương có liên quan xương và là vậy tổn thương liên xóa chính là tùy xóa quan về điều trị hoặc là đồng quan về điều trị hai cái này khác biệt nhau. Tuy nhiên khi chúng ta gặp một cái u màng não nó xâm lấn vô thì nó cũng một cái trục trong trong trục thì lúc đó là chúng ta là đang bỏ tay đã nhảy sẵn đã không quay như vậy nếu chúng ta tìm được thì mặt nó nuôi mà nó bị được một cái nó nằm bên trong u cái nó nằm ở quanh đó thì chúng ta được cái này là trong một trục ha là và những người khác thì số ít chúng ta những cái dấu mà chúng ta được coi là đặc hiệu thì nó lại chúng ta cho nên các bạn nỗ lực không thể khác cái này nữa. Ý kiến thì rất dễ
phòng. Thì ông chủ lãm cũng đưa ra một cái nhóm lý thuật là gì dễ nhớ ở đây, những dấu hiệu mà chắc chắn chúng ta tin được để mình quan trọng đó là những khe, nhiều khe và những cái là có mạch máu và những đồng tiền năm của khối u và là những phòng điều trị đó là gì đặt ra. Thứ hai là bỏ nào chưa có u phổ bệnh đặt ra. Cái thứ hai còn dấu hiệu người là bị lan theo cái phòng nào hoặc là phòng nào thì dấu hiệu cũng thôi cũng để tra con dấu hiệu tra con dấu hiệu đó. Cái bệnh có thể như thế này: một cái phổi trên có dấu hiệu khe. Các chị dấu hiệu này chỉ đọc được cái tờ tư nè, chỉ đi lên quấn thì đọc được và cậu chỉ đọc được cái T2 thôi nha, còn flare cũng được nha, T2 thôi. Đó đây rồi khe và đây đây rồi cứ những cái suy nghĩ phục đóng rồi đang tạo rồi như là cái này lại đóng rồi cái ngoài một đây nó thấy mặt bảo bị đầy cả phía ngoài, mặt bảo bị đầy cả phía ngoài, à, ngoài rồi có cái lồng sinh khai hiện này, cái này ngoài rồi bám theo mà mừng cứng mà đó còn cái khối này nó phá rồi cũng lúc đánh điện sang bên trong khối này khối trong đó rồi bởi chúng ta giả từ từ cái câu chuyện mà chúng ta biết được các u ngoài rồi thì ít tên thì tên là số u trong rồi đó chẳng ngoài rồi thì kiểu u mừng não u bao nhiêu mừng cứng các cái hệ thống parasitoma phải u sẽ được tốt hơn. Thế chỉ điều thì cái gì thì lúc đó là theo tôi bởi vì cái đền cũ của cái u cái liều ở bé nó có một số đền cũ một số loại u thôi nó ít loại hơn và chúng ta biết là như vậy thì gặp những trường hợp mà dễ ra bị di căn thì 1% cái bé nằm cái liều 15% là di căn nằm cái liều và như vậy cho 15% là di căn rồi như vậy chúng ta cũng với người người lớn mà ở cổ sau thì đầu tiên đầu vào di căn được cái mặt tiểu một cặp đi tìm thì bao nhiêu di căn thôi thì mặt tiểu một cặp đúng đó vì nó hiểm gặp nó đen hơn ở bên cung dưới cái đều đó mà chúng ta có một cái ná lột thành thì chúng ta ở người trẻ thì chúng ta phải gọi là cái u sao vào và là năng lượng điện và người lớn thì nên dùng đặt cơ mà đó. Thì chúng ta biết rằng phần lớn các u trên đều của người lớn là chủ là nó bằng phần cao lắm rồi u phát bao nhiêu trong di căn nhưng tình tục trong cái di căn thì cao hơn và cổ sau thì u ngoài tục là phần lớn trong tục ít hơn. Cái này thì chú cả chị cũng tôi nhớ bởi vì thật ra thì nó có ý nghĩa gì đây cái này bởi cái gì biết là những cái đó và nó kêu cái gì nằm điều này để hồi hồi lần sau là phải là được rồi chúng ta đừng quá đặt nặng tế u bởi vì tế u nhưng trong nhà tế u nếu chúng ta mà cũng nằm vững ấy chúng ta thấy những cái tế u sắc nên những cái u tế bào đó nó cũng phải và nó có như vậy đâu là cái tế u thì nó đa dạng bởi vì cái đó là cái tế đó là nó được đặt tế cho cái dạ quân còn này nó phân không dễ khi mình đặt cái một lá u tế này đâu có dễ đâu mà thì chúng ta nhớ thì nhóm thương gặp cái liều thì nhóm này thì cái gì được này cái từ này người này được xóa còn từ này còn gì lại đó. Cái từ bên này cũng xóa hơn cũng xóa sau còn cái này là dưới liều là thì trong liều được cái cũ thôi ở người lớn thì cái liều phân lớn là cũ cái liều và dưới liều là chỉ căng và trong liều là một cái đặc điểm là chúng ta phải nhớ bay cái vùng mỗi vùng này nó sẽ có một cái định cũ u riêng riêng biệt thì chúng ta cần nhớ cái đi khi mà có nắng nó xuất bằng đến thì sau thì thấy nó định cũ hay hơn định cũ có số này cần chỉ đọc có khả năng lưu thì bạn cảm thấy thì nó việc có vẻ nó cũng định cũ hay bằng định cũ thì cũng thì tôi đọc được nhiều cái hay hơn à thì như chúng ta thì đọc vùng biên cái điên góc cầu điều nào và thân nào kiểu tông đông nằm rất đủ cảm sống nào để đó là những cái vùng mà chúng ta cần nhớ một cái vùng nó sẽ có những khu điều kiện và khi mô tả chúng ta cũng mô tả của thân nằm ở đâu và nằm trong cái vùng này thì cũng nằm đây như chúng ta thấy một tổn thương có tín hiệu kiểu bốc nổ ha thì gợi ý rằng thì các vùng nôn không được không dùng
trong một cái tổn thương tín hiệu thấp trên T2 ở vùng lồng ngực thì nam đeo đây là những trường hợp này chúng ta gọi là chúng ta được cái đặc biệt. Khi chúng ta được cái đặc biệt thì chúng ta đọc ngũ cũng sẽ đi đơn và những cái đặc biệt như vậy. Đây một cái bộ phận mà có cái khối trong chỗ câu nào thì phải là cái lioma đó chắc là đúng không? Thứ hai là một cái nhiều hơn để chúng ta không được không vào cái biết thực sự số chúng ta 40% đi căn bệnh của cổ nhưng mà 40% là một cổ rồi cho nên lúc đó buộc chúng ta phải làm nhưng đi căn bệnh không được chúng ta không dễ dàng gì đó cái ưu thế đến rồi đấy nếu nhiệt không còn gì bắt con thật nếu chắc định được cái đặc tấn bên trong của tổn thương thì chúng ta học cái công thức đã nói rồi là thế nên có phải làm gì không cái này đã cái gì được nhiệt về nhiệt protein cao không đặc gì vì sao nó có cái công thức nhiệt protein cao không thì nó biết đặc gì một định đường trên một thứ hai rồi ngoài từ thức không ngoài từ rồi có mở bên trong không vân vân và đồng hồ có xuất hiện rồi ý chúng ta có những tổn thương hạn chế không đó chúng ta phải lấy là những điểm mà chúng ta phải coi thì có dư đã hỏi tổn thương thì chúng ta cần nhớ để thứ hai và cao thứ một đó thì đây là danh sách những cái này chúng ta đã hỏi tổn ý cái vừa cái bài và chúng tôi đã cũng hỏi lại thì để chúng ta thấy thứ hai đấy là gì căn alocaxino việc nhảy từ cái vỏ áp phổi phụ được điều nhiều cũng vậy là thấp thứ hai rồi rồi đây là gì căn cao thứ một thấp thứ hai như kiểu phục viên nhá nhưng cái này chẳng như tôi nói chúng ta chỉ trong cái môi trường mới là đúng không nó cũng phụ lắm cho nên đừng có chạy như hôm nay sau đó thấy như vậy chúng ta cũng còn có lâu sang được gì nhá có lâu sang cũng có đơn giản vậy đây khi chúng ta xét cho một đồ cái bào thì chúng ta cần có cái cấp tán và một cách chính xác thì chúng ta nên có cấp tán ở ADC một đồ cái bào không các chị nhớ này khi chúng ta có cấp tán hạn chế mà mô đỏ là nhận thức không thì chúng ta coi đến cả cái dạng bê cao và ADC của chúng ta cũng như nhồi máu này các dạng xe cũng vậy nhưng khi chúng ta coi cái đề đánh giá hình thành của cấp tán mà thôi thì chúng ta không cần thiết phải có cái dạng gì bên mà phải có những cái đấy gì chúng ta chỉ có những cái dạng gì kia để chúng ta đầu tiên là loài những sự việc được bởi vì cái gì việc xúc việc trong một hàng tiểu tạo đến vào một đồ tế bào bây giờ đây những trường hợp mà đi qua một đồ tế bào mà càng cao thì nó có ba cái dòng này u là u phổi là u ma và dòng u để có mầm là những u mà nó hàng tiểu tạo để chăm sóc những u có thể hàng một đồ tế bào cao và khi tỷ lệ thấp đến T1 đã cao đến T1 vì liên quan là đã thêm COVID để xuất hiện các sức melanin vân vân cái này cũng là nói rồi anh chị tôi sẽ nói tỷ lệ thấp nó hòa thôi cao nha đôi lúc cái này các chị thấy có hiểu cái này không hai hiểu nhau bên là xuất hiện bên là melanin cái này các chị được khác nhau T1 thì như giống nhau đúng không đều cao hết cái này T2 thế nào cao trong cái bên này sao thấp thì melanoma thì nó cao và nó thấp thế này trong cái xúc việc với đồng cái mặt là cao cái bụng từ cái giai đoạn kiểu bạn cũng buồn thì nó được cao thứ hai luôn cái điều đó chúng ta thấy là cao cái bụng nó để trong cái da nhưng biết thì nhiều mỡ của cái đẹp có ít nó mở cái u thường nghi u bì nó mở mở cái trải qua nó qua cái mô nào mà chết rồi. À, cái này chúng ta xem xét cái gì học sen thì thế này là cái hạn chế của học sen thì dễ uống của vài từ ha của vài từ cái bên thấy cái gì cái này hồi là góc câu tiểu từ nào đây nhưng mà khi bố con chúng ta bị hạn chế thì như vậy chúng ta có cái được thì nó luôn lắm hả đúng không như vậy cho nên chúng ta đọc từ lúc cần sờ của mình hết làm được cái này là đúng là cái bắt buộc
một cái điều sai lầm mà tôi thấy các bạn đi vào cộng đồng nhau cũng nào là giống như các bạn cứ nghĩ u bắc và cứ thấy cái cõi nam cái chỗ cõi nam có bắc cuộc nên nghĩ là u thôi, còn nghĩ cho bảo bắc cuộc đọc thành u là bắc cuộc thì còn được các u thân cái đền là đặc biệt của nó là việc bắc cuộc không mà gì của nó rất là và đặc biệt cái bắc phục cũng không giúp chúng ta phân biệt được u với phù trong lương thông nghiệp thì các chị nghĩ rồi cái phần bắc phục trong lương nó có cái gì đầu tiên là áo kháng sinh tận sinh mạch thì là bắc phục thì cái phần xung quanh nó có rất nhiều u nó cũng thể bắc phục và nó phù nữa nó được vào trong chúng ta cũng phân biệt được thì bắc phục thì không biết được đâu. Cái thứ hai là kể cả bộ phù nó cũng bắt phục bởi vì do liên quan tới cái hàng rào nó nó không có nha, cho nên cái bắt phục này là cũng không nói với được cái chuyện là u là cao thấp và người ta thấy đã được phân rằng cái bắt phục thông thường như trong giám đa thông tin này không nói đến được đồ hàng cao thấp, còn có những ca không bắt phục và đồ hàng cao có những ca bắt phục thì lại đồ hàng thấp, cho nên là gì có người mới mọi họ cứ gọi điện thoại cái này ca này cũng phải là u sau đó đặt báo nên tập trung nhập mình tất nhiên là các bạn là quả đặt quả mức đam mê đến mức độ mình muốn đọc tới tân người phải làm một trong cái lịch sử việc u là thấp và cao các bạn mình phải được chưa đây là như thế một ngày là hai ngày là ba chứ các bạn chưa có là ba mức này các bạn bây giờ nói đến đây là không bắt cuộc này là đặt thấp không cho nên duy trì không trọng đọc rồi nhá cho cái đây á cái đằng hai các anh chị thấy không nó không còn gì cả tức là không bắt buộc thì không chắc chắn là đủ rồi cho nên đọc u hay không là quán một chút là con thấy đủ ạ thứ năm là thấp tất cả đấy còn cái khối chọn đồ nhá đó rồi chọn đồ nó bắt buộc viêm viêm thở viêm đi giả u không phải u nhá nhưng mà một thầy cũng mũi chưa thì vậy cứ đi rồi vào cũng đến bao giờ nhá đó là một cái gì thì cảm thấy cũng nhớ đây như vậy thì từ đó chúng ta phải thấy rằng bởi vì u đến nào mà nhỏ cái đặc biệt là ba nhỏ nhỏ u đầu tiên là tiếp một là tổn thương giới hạn rõ nhóm thứ hai tiếp hai là tổn thương khối đi kèm bởi mô thâm nhiều xung quanh đây là nói đang nói theo kiểu của cái u dòng đều lớn đến thấy không và điểm thứ ba nó chỉ là cả cái kiểu của các tế bào giống như u mà không có khối đó đấy thì như vậy chúng ta đo có thể nào mà được đó thế nào ở cái tiết mục thì vùng bắc gốc chính là vùng u và hàng rõ lúc thì không đo bắc gốc vùng u luôn một cái tiếp hai thì chúng ta đo cái vùng cả vùng tăng tỷ lệ thứ hai cả vùng tăng tỷ lệ kể cả khô và thấp nhiệt và đo luôn tại vì nhiều người cứ tưởng là đo vùng này không nhưng thực sự này thì cả vùng này bởi vì cái này có thể là u luôn là gì u không nhiều u còn thứ ba là gì đây nó là vậy đấy và cái này ấy, là một cái khối nó để bao nó thấm nhiệt nên chứ không phải là gì tức của tương đang là khối để hàng rõ nhá cũng đó nó vậy nó không leo vào mua bên đường đó nó là u thấm nhiệt thì như vậy thì chúng ta phải đặt ra câu chuyện là tự đoán được u không đọc rồi thì chúng ta có đọc thêm được cái một cái điểm do thêm đi đọc được u gì do thêm tỷ lượng khi được rồi thì chúng ta thêm lại là ở mức độ thế nào là chúng ta đi được một nhưng không vậy ha khi chưa đủ thì được một phần bằng lớn nói ít thôi còn khi đủ trình độ cao rồi thì nói thêm nói đơn của nói quan thôi và kỷ niệm lớn của tôi đi chúng ta sau khi này là còn phức tạp hơn chúng ta lại cũng chỉ giả cũng còn lại là pháp và sự không gì cũng vâng thì bây giờ cái phần chỉnh của bài này thì hỏi cái phần u thì cái điều là là gì và cái nhóm u như vậy là gì thầy hiện nay với phân loại của u thì chúng ta khi chia ra cái việc là sản u dòng kiểu mô thì nó bao gồm cả u
thân cái đềm và u không thân cái đềm hoặc đó là cái đềm mù không, và cả cái dòng u của cái lên phôi và bào mòn của chúng ta. Thì như vậy thì cái dòng tất cả dòng này được xếp thành u thân cái đềm, từ u phôi ra cả gì, từ nhỏ u phôi ra thì còn lại là cái dòng này là thuộc về nhỏ của u thân cái đềm hết. Như vậy u thân cái đềm là bao gồm cái gì, cả gì nữa, gồm có sáu sáu bào để bao đề nhỉ. U thực vấn đề phù hợp là cái ô đen đó, u màng não, bạo nội tụy, các u đạo động mạch não, tất cả các đạo động mạch cũng được xếp vào nhóm u đề, trong đó còn có u nhũ đạo động mạch và các nông đạo động mạch, nó là u cái nền hết. Như vậy với cách hiện nay và sau u 2016 người ta nhận xét rằng nên chia gọn và các bạn nên đọc. Đầu tiên bước một cấp độ một cần đọc u không còn cấp độ hai được đọc là u thường cái đề mà u thường cái đề thôi, cho nên cô đọc sau vào sử dụng trở lại u đi cô đi chơi cái gì nên đọc u thường cái đề là cái thứ nhất và cả cái gì đọc về cái gì cũng cứ nhìn chung năm mươi tám viên 90% là u trong nào có độ là cái gì cô sẽ u đọc cái đề là cái gì sai cho mình nhìn sai hoặc là 10% sai được. Cái hai là chúng ta chia ra để kiếm xác nhận cái lượng u nhĩ hàng rõ nên có liên hệ cái gì hay là lá cỏ, tại vì cái này là gì không, nó tạo chúng ta một sự cứng độ các tạm gọi là cứng độ. Thì như này tôi có thuộc ngữ trong cái gì nữa để coi mà cái gì mà phải bắt đầu cuộc chiến bộ kinh lệnh bằng u nào. Khi ta nói u khá đẹp thì bao gồm các cái u như này nó sao vào đi quay qua và bây giờ hiện nay do mới đi vô áp số tức là u số một người ta đang xét vào nó tức là u cũng chính là bị và cũng được cũng chụp vào và vì thằng phân loại này là phân loại theo ý của từ đây cho nên nó vậy. Cái nhóm hai thì khi chúng ta xét xem là u thì cái đều gì hàng rõ, chúng ta xác định được cái đều đều gì hàng rõ thì chúng ta chỉ có cái này u thôi. Thế một trong cái chúng này là bằng cả năm chứng rõ hơn, đã buông bỏ năng lượng, việc xe ra như này, vì ấy, rồi áo cũng sao bao dạng nhung nhây, rồi dạng đăng ly kêu má, rồi con kinh má, rồi mặt bằng cũng vâng, vì vậy đi. Còn khi chúng ta đã đó là lượng lá quả, hay còn gọi là lượng nhiệm năng một tư, tức là lượng lá quả, tức là tương đương lượng trong nhiệm, thì nó có hoặc là apostol hoặc đôi golden golden hoặc ma thuật hai đúng không, khi được đã đọc được thì đang còn là chắc chắn nó hai đúng không, khỏi lo đi đừng đọc những khác là chắc chắn nó được đấy, tức là chúng ta phù hợp được không rồi ba cái rạn của u thường nên đang còn bóc ít nhất phải là hai không còn một, trong khi u thường nên được giải hàng loạt thì từ một tới phải ba không còn một, u giải hàng loạt là khi chỉ có đồ từ một tới phải ba không còn một, trong khi các phân loại là từ hai tới bốn không có một ba, còn thứ khác khi chúng ta đọc trước tới thì chúng ta chỉ nên đọc cái lời ông là thấp thì chúng được định nghĩa là hàng năm trong con một và cái chúng làm việc và cao là đạt cao thì mà đương nhiên là ba không có một ba, đó là chúng ta chỉ quản là khi năm giữa hai và ba lên trên thì chúng ta đưa lòng tỏ từ lần đó là đạt thấp hơn. Như vậy cách dùng như vậy để nó giảm thiểu sai sót của mình đừng quá lỗ hơn để tăng gì đọc được quá lỗ rồi. Như vậy đây là cái cách để chúng ta nhìn về như vậy cái khổ gì hàng đó đầu tiên đặc trưng là mình có một cái gì ở đây số để có được quá và khi cái lá quả thì nó không nhiều và cái tuổi của hai u này nó có độ khác là bên trẻ bên già người bệnh tuổi bệnh nhân độ ăn những vùng cả ba hai vùng và như vậy khi chúng ta nhận rõ các rõ về và mình có cắt đó và như vậy hiện nay với kỹ thuật BDI người ta có thể xác định được cái chuyện này đấy BDI một cái thuật dạng rõ thì nó sẽ đẩy cái bỏ và cái cảm nghĩ và chúng ta xác định được u rõ ràng nhé. Như vậy thì để đại diện gọi là đại diện tiêu biểu cho cái dòng và như vị trí của nó thì ở
các vị nhớ, kinh nghiệm nó là một bản câu tiêu Việt Nam, nhưng nó cũng có thể gặp ở những vùng cũng điển hình như là giao thông thì Tân Yên của Hà Nội, rồi cả Đài Nẵng, rồi đây đấy. Tuy nhiên nó vẫn là đặc trưng là Việt Nam và được và Việt Nam có thể bắt buộc hoặc không cũng bắt buộc. Như vậy quyền học thì họ là đặc biệt là tế bào ứng dụng năng lông rồi là sở hữu trang và vi thay đổi này không có hoài tử không có một số mong mạnh cho nên cơ thể bắt thuộc của đặc biệt là nó hoàn toàn khác với cơ thể bắt thuộc của cái đặc biệt này nam một thân và cái thân nó có thể là bắt thuộc hoặc không bắt thuộc và người ta đã thống kê này ra thì không bắt thuộc thì chỉ có 20% mà bắt thuộc có nghĩa là có nhà có bắt thuộc của nhà không nhưng khi chúng ta tìm được cái thân nám một đặc mà có bắt thuộc thì chúng ta sử dụng cái nám bắt thuộc đã có bắt thuộc thì chúng ta sử dụng cái nám bắt thuộc bởi vì nám bắt thuộc nó nhiều việc hơn nhiều hơn đó là tìm được có nám một thân mà không thân bắt thuộc là chúng ta có lại là có hiểu được đỡ hơn đây bây giờ chúng ta nhớ cái chúng của cái dòng microcystic acrosome này là cái bắt buộc cái này có khả năng là cái bắt buộc kia là nó do vì mặt họ máu mạch thì do và thoái hóa thôi có nên tổng số có thôi còn trong lương nhập cao và bụng là do tăng sinh vì mặt cho nên nó khác biệt về cái đường mặt và các bạn thì khi em đây thì mặt nó khác biệt như vậy chúng ta để ý này như vậy tổng là khi trong đây chúng ta có ba cái điều giải hạn rồi một năm một công một cái kiểu vị trí nhau một ống thì nó nằm đây là nó nằm một cái phổi đặc ở ống là tư phổi ví dụ thì thằng cũng hạn chế tuổi nhỏ hơn này là u plastic còn nám còn một đặc và còn cái này thì u này tôi là u dẻo hay đen đỏ sử dụng lựa chọn đó là em bằng những có đi làm cho các cái lỗ lasca và sử dụng cái lỗ đặc thì các chị tìm được cái đường đi như vậy thì các đồng thì không được được còn đấy một cái dài khác nó là u vùng trên yên mà nó lại còn là virusitic nó đặt luôn vào một virusitic acrosome như cho nên cả những cái virusitic acrosome này thì chữ này chỉ có patology chứ không phải là nhà học mình cứ tìm nam nó đọc virus cũng phải nó vậy đó có được còn đại nào cũng người lớn mà khỏi đó như vậy nhưng mình chỉ không được hết đó đây là cái bài khi này có đơn dụng ra đôi cánh thì thấy cái u này là phục cái nhóm dài hàng rõ cũng dài rõ nhìn như dài hàng rõ đúng chưa chắc là dài hàng rõ nhưng mà không hẳn không phục cái dòng hôm nay hôm nay nó là dài hàng rõ luôn mà không u này cũng là u sống nhiệm tại vì cuối cùng người ta sẽ nhận ra cả gì nhớ trong điều phân lớn các cái u dị hàm rõ là khối đặc đó thường nó thật mắc một cái ít khi nó bị giảm nó cũng bắt đầu còn cái trong thống nhiệm này nên xuôi thì cho một độ tương sinh mặt độ hạt của họ là nó bắt buộc mình bước tiên một độ và cái dòng này chúng ta thấy nhìn qua thì nó dị hàm rõ nhưng thực sự đây là cái dòng thống nhiệm là u thống nhiệm cho nên khi chúng ta nhìn vô cái u này đọc từ u chúng ta sẽ đi hướng được cho nên qua một bài học này các chị thấy rằng là cực hình khi đọc lại trên một cái bài học này đã đọc được u sao bao dàn lần dàn di lên để làm rõ thời gian làm rõ là đã đẹp rồi cho nên giờ mình đặt ra làm rõ mà đã luôn là từ dưới đáng quả và thái độ đến tận gì đừng có tự chú tự nhầm có gì đó. Như vậy chúng ta đi qua cái phiền lan tỏa thì tế bào u đen rồi mục dạng cũng không nhiều nhưng mà như vậy cho dù nó có bắt buộc cho dù nó có không thể gây hàng u nó khác với vị mini mà khác với thật ra nó đen rồi trong cái mục vàng tắm như thế này cho nên luôn luôn cảm gì ở làng u để không được có u ở trong nhiều chỗ như thế cho dù chúng ta cũng tin được bị gây hàng cũng hơn nhưng tức là mỗi tương quan giữa cái cơ thể rất tổn thương, nhiều tổn thương càng to thì càng nhiều,
giả sử cái u mà nó nhỏ ở phía bọn nào thì đi trong chỗ thôi, tức là muốn được quả. Như vậy bắt buộc là đặt cái chất lên. Và như vậy thì cái này nó rất khá phức tạp. Thì từ là khai vào đây một cái chỉ này phải được cái này. Cái này cái chỉ thấy cái quả sản đầu tiên là cái gì? Đúng thầy có phải đây là phu đúng không? Phu đúng không? Phu thông nhìn qua bên trái, phu thông nhìn qua bên trái. Đúng chưa? Trước đây là vu nó phân loại cái này người ta đặt tên là gliom mantelicerin, bây giờ ta bỏ không còn nữa mà chuyển qua thành vấn đề của ông gliom không nhìn hết à, nó đi qua thời gian à, đi qua nó đi cả nó đi vậy tức là hiện có thấy một cái phổi có tổn thương nào cũng có phổi mà cũng có dùng chấm độ đi ra qua đường này thì cứ người thì cái vu gliom không nhìn là nó thường gặp bạn cũng thôi cho dù nó bắt cũng không bắt cũng chỉ được hết à. Và những người chúng ta đo phổ bao nhiêu nó sao nó có phổ liên tăng kể cả cái vùng không nhiều không bắt được tí nào còn phổ liên tăng và đa dạng như vậy cái gì biểu được tí cái đa không biểu trưng của mức nó luôn thì colin là biểu trưng được tăng sinh tế bào trong cái chúng ta khi mà đo phổ thì cái colin mình là cái a là liên quan tới u là vậy à còn cái này cái gì thì nó chẳng liên quan gì đâu nó là thay đổi chuyển hóa thôi và nó cũng có giá trị gì đâu chuyển hóa u nào lắc đắc thì để nói được mô này là chuyển hóa vị trí và lipid thì để nói lên mô và hỏi thì chúng ta phải không vậy thì đây cái đó thì vậy đó là chúng ta có thể thấy được là các cái bất thường tăng lưu cầu rồi lưu như vậy là thấp để mà chúng ta biết xoay lên rồi cái lưu thân như nào là một cái loại u cũng là đặc biệt nữa thì cái này là một cái u thường gặp ở người người trẻ và nó có cái nhiều ốm thì nó gặp là mặt cái này như vậy thì chúng ta thấy rằng là cũng là nó như vậy cũng nhiều đây nó vậy đấy nhưng mà nó có cái cử ly vì về mặt là vi thể cho nên chúng ta từng có tưởng thấy nó vậy nó thực sự nó đã có cái công lao đấy cũng vậy như vậy nó không bắt buộc được nhưng mà cuộc đời nó gọi là gì cho nên thì xóa bỏ lúc đầu thấy cái tổn thương mà nhẹ hàng rõ là tổn thương nhẹ hàng rõ nói chung tuy nhiên cả u dòng nhẹ hàng rõ là nhẹ hàng rõ nhưng tổn thương của nhẹ hàng rõ thì là ra trong nói chung là cái gì đâu rạp cũng cần thiết nhưng cũng có thể một đại diện cho u rạp cũng là bên đây rồi chúng ta bật leo là không mang môn sinh phong thì là có nhiều kết quả khác nhau nhưng mà thực sự đó là u nguyên vào u thì nó là hai vòng rồi là u sáu vào rạp cũng giống nhau hết à. Và cái này thì nó thường là có phòng ngoài tử xuất huyết rồi tấn sinh mạng không có đó như vậy đây cái gì đấy một cái phân tích một cái u gliom mantelicerin này đây là cái khối bắt buộc nhưng thực sự cái khối u của nó không phải là cái này thôi mà cả cái khối này bởi vì đây cả vừa phu vừa trong cái lượng cái đó đó cái gì của nhóm nói đây trong trong đó là phu không hay là cái này là nó để có u vừa ở bên ngoài đó. Đây là điểm mấu chốt để chúng ta không hiểu cái gì cả nếu chúng ta cái tế bào u có ở bên ngoài nó phải đi căng mà tế bào u rõ mà tế bào u cũng quan u nó có tế bào u là để đi căng thì nguyên lượng có cái bên là nó phụ quan u vừa có tế bào u cho nên hiện nay còn những kỹ thuật chúng ta không đặt để ra được thôi và như vậy thì nó là vì ngoài từ tự sinh mặt vân vân và nên cái kiểu kỳ chúng ta tắt được đó à, cùng thứ hai điều chúng ta đặt được dùng hiện nay dùng kỹ thuật phổ và cái nặng đi ra giúp tất cả được cái này chúng ta làm được tôi đi tay tôi đi ra được chúng ta đây cái vòng hoại tử xung quanh cái gì tức là những cái này mình cũng thấy được trên cái hình cái nặng đó đây này thì cái này mình thấy được cái đường đường là cái này này cái bắp cái phía này hoại tử này còn cái cả xung quanh này là mắt chân mình thấy được là cái này do nó khi mật độ nó cao lên thì nó tăng chiều như thế thứ hai mà mình tưởng là phù đó đi vậy
tham nhũng như kiểu mà một cái kiểu mà cũng như Afghanistan là một trung tâm đông dân của khủng bố mà toàn bộ là nó bị phân loại như vậy, nhưng mà giá là có nhiều đi không thì qua tổng giáo đi không đâu mà để bố nó bỏ được đặt khắp thể khắp nơi và trong cái bảo thực sự năng lượng thì gọi nó đấy nên thực sự cũng nhiều được cái căn ngũ này là nhiều cái cả là không biết mà nó còn đặt có nhiều một cái bọn của hoàng đã bị ở lớn của các luôn không có được ngay thì không có đâu mà nó đã kiếm được miễn bao giờ nhìn được thì không có đâu như vậy có lẽ nó đây một dàn cái bé khác nghi quá những cái đôi mẫu thực sự là bao nhiêu toàn trộn bắt cốt đây cũng vậy là cái này thế thì những cái dàn này cũng rất thương tập và như vậy thì là học phụ mẫu và cái này luôn thì cái này là chỉ muốn tôi biết thì chỉ xin nói thêm một số điều về thì phân đoạn này của video hiện nay thì làm thêm một điều và cập nhật thì hai ông đầu tiên là người đến thì cũng như ông cứ xin vào đây lên thì hai ông này thì cách đề xuất phân đoạn đầu tiên rồi sau đó thì tổ chức cái đại giới và đưa ra các phân đoạn thì trước đây có một số khán giả cá nhân riêng cũng như là các vị làm các công tác phân đoạn của trẻ nó ha là một nhóm được nhiều người cũng như các phân đoạn nhau nhưng sau đó khu tập trung là khu làm đấy là cái khoảng đầu tiên nó được chín cho chúng ta anh ạ phiên bản hiện nay là phiên bản hai đó nhưng thì nó modify lại vào 2016 hoặc là sửa đổi một số vấn đề về tổ tư về ngày này và liên quan tới ý kiến học phân vùng từ và đồng ý ra anh chị này cái này là một đầu đi xa hơn từ cái xa nhưng mới đâu chúng ta chỉ biết cú nào là chúng ta chỉ đọc được cái hình thái thôi đang hình thái vậy là nguồn thì sẽ nên đi đọc những cái đường đó thôi đường thôi à sau đó một cái tiếp là người ta đi tới vấn đề là hormone miễn dịch à để mình đánh giá được cú nào thì sẽ không bởi vì bây giờ những năm gần đây từ 2000 bắt đầu từ 2006 người ta đã cố định tránh cái độ miễn dịch và đặc biệt mà dài đến từ một tuần của bệnh mà còn thế nào cú nắm quy định là thế nào thì như vậy có đi xa hơn một lần và như vậy thì chúng ta có những cái việc của chúng ta phải làm gì hiện nay người ta đã đi tới cái chỗ này là gì là cái vấn đề là chỗ là chúng ta thấy rằng cái chúng ta đặt xác định bằng cú bằng video phân tử thì lúc đó bác sĩ qua bắt đầu là những ý thức của người đây về phần cắt đưa ra là kỹ tích hợp thì không cần là đầu tiên là ta phải tìm vị sinh năng thông tin sinh năng thông tin là được qua đầu tiên ra sau đó ta phải phân loại thì ta không có tên là tên phục vụ rạng hệ thủ rồi đánh giá đúng học rồi đưa ra được cái chứng đoán của con người u này ở đây tiếp tục được ra thì người ta thấy cái u này nó có được được ra một cái cánh tay do một tay một cái một v và một cái quy một cái virus đặc biệt là tất cả những cái hạng mục một cái đấy là một qua một cái chỉ huy thì cái phân ra nó ra được khu vực rạng hai và đặc khu rạng bệnh thì một cái ống trong thử nghiệm của đặc điểm của oligo nhưng một công phân ra là ứng dụng và được thì cũng không như vậy à, như vậy thì như vậy đầu tiên là người ta đánh giá cái độ tiến lên độ tiến lên là độ tiến lên cái hạng mục là cái đầu tiên trong một vấn đề cái này là nó trong cái mà con tương và trong cái đi hệ đi hàng khai hệ thống này và như vậy thì các cái đồ biến đấy nó sẽ có chạy ra ở các cái ý thế hạng một và ý hạng hai tức là ý vô xí tạ để ý vô thì ra ra cũng là việc biến đấy đó thì như vậy khi ta cũng chia như vậy thì ta chỉ có hai chuyện thôi nếu cái UDB trước đây mình học thì bây giờ
đủ cho cái xếp loại còn có đột biến gen không? Nếu có, nếu đột biến gen là giới hạn không và không có đó, kiểu thì không có đột biến gen là người gọi là kiểu quá tiếp. Cái kiểu này là đừng đi xe mình hay đòi là kiểu quá tiếp. Cái này nó có người hài lòng, tại vì từ đây người đã tìm được là lên kiểu chế biến làm nhưng con sạc thành cộng ra cái điều bị bệnh máu kiệt và ra thì những sụn được cộng 50-50 năm không biết tại sao cuối cùng sạc người ta thì ai mà có được tiền ra thì là lâu chết mà ai không có được tiền ra thì là tiêu được sau rồi qua đi thì thôi nhá thì loài được kiểu như thế thì phải suy của mình là cũng được trong và nó cũng nhẹ thì nhỏ hơn cái lượng cũng hơn và người ta coi lên những kiểu ra đã chịu do những sự phạt trong ngày nay cái gì chịu được phạt là như sau. Cái này để nói lên một cái u nào nó bạn không nói ngay từ khi mới sinh ra đã là u đã hạn đó rồi, còn là vấn đề đó tức là nó mới sinh ra nó cũng đòn con trong cái đó những trường hợp khác là nó chỉ kiểm từ một u từ là hai qua ba được ba trở qua thành bốn thì ra bên thứ ba này là thành nhảy từ là con người đã nói rồi từ ba là bốn như vậy là gọi là thứ ba như vậy. Còn trong quá tiếp người già người lớn và cái người xấu thì cái này người ta sẽ nhận được cái này bằng điểm mà đây có thể được quan sát thấy thì đây về kiểu này là em kiểu quá ít thì nó cái người xấu để em kiểu này đột biến có đột biến gì hả để được không không và hiện nay cái này họ có biết tại lúc này rồi tức là nghiên cứu cho thấy rằng cái họ không có thể dự báo được có đột biến gì như vậy nó bằng vào một đường phổ thì nếu đó được cái tích này à cái thì cả cái độ cái đấy hả thì nó có lòng đồng ở cái tích hai hạt cây và hai hạt cây đến hai hạt cây nó phát hiện được cái vòng đường phổ và như vậy chúng ta sẽ chắc là được vòng đường đấy thôi. Nhưng thực sự về mặt thì không như thế, nhưng ở đây tôi có phải cũng làm được cái này vì do là nó không có không đeo trên đường không đeo đi bán chúng ta đâu mình mua về thì chúng ta cũng phải xuyên xuyên áp được cái đó là xong đã có mãi trên đường nên chỉ cho mình cái cao. Và tương quan của điều này ta đi cùng sống để đi sống được thôi. Đó. Điều thứ hai, cái dòng u gạch hai ba là đột biến ý hạn còn thêm một cái là có một bên điều kia thôi. Đó. Và như vậy khi có thêm được một bên điều kia thì đừng bỏ cái đường cho cái điều gì và thuộc điều gì đặc hiệu. Ở đây Việt Nam mình á, cũng phải hướng nó cử mình cho trong khi điều có được chặt lên đủ biểu ngay dùng không dùng có cái chạy dùng thực hiện quá dùng luôn có người không dùng được là hết đây là chúng ta có một biểu thuộc vào một bên chỉ biểu thì nó là trở thành không đọc là custom mà còn đọc là oligodendron đó còn không có được biểu đen một bên chỉ biểu thì mà có được biểu dễ hấp thì nó trở thành hạt custom bất chấp gì để mà mình soi ra có đi vô đã rồi làm gì được đến mức như vậy có nghĩa là bây giờ mấy ông già của mình mới đọc mà có đi vô là không phải kết quả là người ta không được cái này nghĩa là cái dòng biểu lên mình quyết định nói là có đi vô đã rồi thì cũng không phải là để bao cái soi lên là có đi vô sau bao là rồi nhá đúng rồi đó mà đến mức như vậy như vậy thứ hai nếu không có một biểu lên thì lúc đó nó chiếc thẳng thân oligo dendrogliuma kiểu các kiểu luôn thì như vậy qua cái câu này thì các kiểu là kiểu tôi là gì đọc video có được là oligo dendro như vậy là tại vì trên là dạng vật nó là con cũng đúng 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 cái này như đọc được đây như vậy thì như người kia lại đang thăm lá quả nếu rằng hai mà nếu thêm anaplastic thì cần phải sạc thì nên định thêm một rằng ba thôi không được không loại gì thôi như vậy thì cái càng không có được điều gì đơn thì càng xấu có được điều cái nào thì tốt hơn cái đó à. Như vậy thì từ oligo acosoma không người ta có những dùng được khi người ta có được không biết bao nhiêu gen rồi nhưng chúng tôi đã và thêm một cái điểm là những cái bài học của chúng ta ngày xưa này cái kia đây là bài học mới về điều cái nào cái tên mình được dạy là oligo đen rồi nhưng mà tôi cũng muốn sao vào nhắn là để làm cho họ cũng tốt nát và đồng quốc các bạn học được nhiều nhất
đúng chưa? Nó ngoại lực tự giá như vậy, mình đều tự giá như vậy. Giờ không phải họ vẽ mình xóa đi, nó xóa được rồi. Giờ vừa người ta, tức là dòng gì là oligo, chính là tổn thương giới hạn không có rõ. À, đó, anh chị. Như vậy, oligo, oligo hiện nay là gì? Là bờ kém rõ. À, mà nếu đạt được xác định có đủ hiện nay thì 15 tỷ đó vào bờ kém rõ. À, và có một nhất, và thủy hiệp, thủy tráng, và thủy đỉnh. Còn oligo trước đây mà được nếu là oligo bình thường á, thì đọc cái tế bào đọc oligo á, thì hiện nay được coi là cholesterol. Yeah. Và nó thường là có đột biến giới hạn đó, nhưng không có đột biến 1B19 phi, có như vậy giới hạn rõ cũng đọc bao thường là phi đạo. Đây, các anh chị thấy cái này trước đây thì mình đọc là oligo thì thành acto, cái này trước đây mình đọc acto thì anh trai của mình đọc nó sẽ phi thành là oligo, bởi khi được có đột biến giới hạn rồi nó thấy đột biến. Và như vậy đọc một từ là một từ nghe đúng đọc là tắt ra được, có hiện nay các ý tưởng cho thấy rằng khi tôi đọc cái này rồi thì kỳ bảo là nó cái này nó hay được tôi đọc. Thế như vậy thì học giúp được đầu tiên là có thể dự báo có những gì hả, thứ hai có thể dự báo mức độ một phép chỉ huy bằng cách là đi qua để tổ chức có thể hạ cảnh báo qua anh chị thôi. Đó, đây là cái nghiên cứu của cái ông này, đặc biệt là khi họ không cứu ra được cái điều này luôn là được là nhận được từ cái tiền về tổ dựng lên một đơn vị chỉ huy. Vậy là anh chị sau này có điều kiện mà khi mà một điều này nó sản phẩm được rồi thì được đi lên một cái đấy. Cái thứ kế tiếp xóa từ gel mà tôi hít xem đi phải xóa mà là tiêu là đưa không nhiều hết, cho dù có nhiều thì một thì thì cũng là một không nhiều hết. Đây là thứ ba cảnh chỉ nên có như là cảnh chỉ bắt đầu bị sờ khi đó cũng không nào được đây thì mình cũng không ai chọc nào cũng phản ứng nào lại chạy chậm lên cũng không tăng lên như thế nào phản ứng nào đúng không, và tôi cũng được chọc đâu cái gì đấy không cái gì đâu cũng không nào gì được cứ nhé cũng không nào gì được cứ giờ thì như vậy u mà đưa bắt đầu nó đưa ra thì sản phẩm mới được đây thì nó tắt thì u sợi đơn độc của thêm bao nhiêu carisma là hai nhóm riêng. Và từ đây nữa thì người ta coi theo vô Tatsuma thì là u bằng nào Tatsuma. Nhưng hiện nay nó thấy vì khi qua đột biến đen rồi thì ta thấy thôi hai ông bị u dẫn độc và HPC ta thấy là một u, là một nhóm u và nó hơn hẳn cái dụng u nào trong tên lòng. Nhưng đồ ác khác nhau, đồ ác của hệ mong vô Tatsuma có thể tới rạc ba và có thể đi đăng để gan luôn luôn, trong khi đồ ạ của cái FPT thì đều là vũ sở lĩnh vực đặc biệt thôi. Và như thế thì các anh chị thấy là làm thế nào để dùng nào, cho nên chúng ta cũng được lấy đọc dễ dàng được dùng nào dễ dàng được dễ dàng được. Đây là những ý kỳ lý con thể một lần các anh chị đọc thêm cho mình thời gian cũng có điều mà vui phương tất cả đây sau đó. Giống như mình cuối cùng các anh chị nói là khi các phân FPT là FPC đặc biệt thì nói chung là biểu hình của nó là biểu hình của sự lực. Mà khi chúng ta đọc lời MT hạt cơ C là 23 thì đều là đa phần là biến thể hơn vô cơ số 2. Như vậy đặc tính giống của hơn 3 là nó có hình số lượng cao. Đó. Thế kế tiếp là các cái U người ta đặt tên U phôi thay cho các cái dòng U mà bên em cũng được bỏ hết rồi và đọc tới đây. Trước đây cái từ này giờ dùng vậy là mình dịch ra đi u ngoài vì chân nguyên vị riêng chích lơ lô ác tô đúng không, thì đi đông là như bỏ hết bỏ nó dọc lại không biết thằng đi thôi phôi u phôi hết với thằng kia u phôi và u phôi thì mình tỉnh ra cả cái dòng đấy chỉ còn ba cái à nhé là ba cái thì u đi không nổi u phôi có thể kéo hông đá tân nhưng mà phải biết ra là cái việc của em mới còn thành hết đó. Rồi u nhận quái u mới rồi đây cái này sẽ đánh đi điện cho nên từ đó các bạn có thể thấy khi được gặp rồi các anh chị mà đọc tên u từ thần tí đừng có tưởng là mình đọc cái u này mới đến lô cái này để bắn đến một cái chuyện cần đọc sự nó cái sự nó không gì có thể mất đi rồi các chị bắt đầu thấy bắt đầu mình được về lại chúng tôi rồi cho nên chúng con cho nên cả
nếu được thêm không đầu tiên là nhiều tập trên đây, nếu không có mục đích trường học có lúc là tập từ đó đó thì nó có cái này. Và như vậy các chị chỉ nhớ một điều, khi chúng ta sẵn sàng nghe lâu làm không thì buổi thứ được về. Cái thứ hai là gì? Đồ học không luôn là cả bộ đó để không. Và vị trí thì thông thường là ở vì thu nhôm và mặt của cái nạng tư từ mặt của vô nạng tư thì nó không. Đây là các cái biến thể kia phức tạp như vậy là gì đây? Đây như vậy đây cũng là cái lô nhưng mà thông tin còn nguyên đấy rồi tiếp solid và vân vân là cái lô hết nhưng mà nó chia thành một đồ kiện từ như vậy thì để nặng thêm như vậy là nó đi sâu tới những cái cảnh gì ta sắp đi đấy. Cái cú này mới, này, cú này là kêu người ta, người ta thấy, người ta đi thấy, cú này là bản thân có chuẩn bị là cái cú này nó một trăm lần, cho nên khi đại diện thành cú một sáu thế này, ở người trẻ đọc gì, đọc cú nào, thì đọc về đọc để chúng ta phải nhận được là cú vôi bỏ tiền thể không đáp được, cái đó gì ở đó không, cho nên bên học mình dừng ở mức mình làm cho được khoảng hết, đừng có thấy là đi ôi đã rồi, đã rồi đọc rồi đó, được. Thấy chưa các chị thấy không? Lúc đó ngồi mà hết cái lôi Apostle mới là cái điều mình đã có ra rồi. Rồi cũng quay, thế là cũng quay một phút tâm là trong cũng quay là để hình dạng đây, đây cần đi ông cũng quay cái gì này đây, đó, nó bị giống hình nào? Lỗ rồi, em quăng đi không rồi, chưa. Đây tên, rồi các khu có như đặt tên là cái nhóm tô nào hiện nay là không đặt cùng cái tên mọi người là nhóm thương như là đang toàn có đủ điểm, có đủ điểm đâu, đặt ba ba bảy lần đưa lên cái đó rồi, cái khu mới được là khu đó là cái điểm bằng cái đang toàn. Cái này mình có gặp cái cú mà cũng được đọc cái gì cả. Và để gối đúng rồi, có người ta đọc thôi. Rồi cái cú nó luôn không đọc ra cái này là gì, bao nhiêu cho biết thôi. Đây đây, cái gì đây, đồng ý. Thì trước đây là mình đọc là liệu câu nào đúng không? Bây giờ cũng đọc liệu câu nào thôi, nhưng mà nó cũng chuyển thành nhỏ liệu đường như là đang còn. Còn cái này, cái cú nó mới nhất, mới đọc, mới tiên ra. Thì cũng thấy cái trước đây mình cũng gặp người ta không biết đọc cái gì, nó tổn thương kiểu như viêm nào cũng đau rồi, nó bắt sự vui lên lắm, giống như nào bằng tận như lắm, ra đây cái gì đấy, đó vô cái chuyện sự quá đau của đau như nào, bây giờ là bệnh nên bắt quán bệnh nên giải quyết của đó là, đó là nó bị dòng cũng là cũng vậy đấy, nhưng mà đã ra cái tim ra, anh không sao, anh thấy là tình tất cả rồi, gần đây chúng ta ra, à đây đây nhiều da đây được cái kiểu này là một của nó có những cái ná nó nằm kiểu mang lên nó nằm đây nằm được nằm đây này là gì đây có cái một cái cũ nữa cũ đi cũng đặt cũ mới mà cũ này thực sự một con nhìn nó giống như găng tay mới mua vậy giống như vậy và đặt tên cũ mới thì người ta gọi là u nơ luôn không bao bỏ và đã đủ chỗ này nằm đó đúng rồi mời mình cũng bảo u rồi đó rồi bảo tiền cái này gì mua cái gì gọi đến đây thì nó bột thảo này là có tiền mình ta đã chuẩn bị rồi được cả đấy như kiếm tiền nhiều đấy nên mình sẽ không rồi như vậy tổng lại thì chúng ta biểu quân cú nào nhé cùng càng ngày càng đi xa và càng phức tạp ra để mà phục vụ cho những cái điều gì thì ý thức của chúng ta thì chưa tới đâu, chưa tới trước rồi thì những điều nào cũng làm. Cho nên là học cái này thì cần xong. Cái này mình tiết kiệm để cho các bạn con trẻ sau này được có người đi đi ra đi để làm được các công đơn để chúng ta cần tình trạng về đây thì tốt. Còn khi chúng ta mới bắt đầu thì chúng nên dùng kiểu đơn giản hóa thôi và chúng ta phải cần biết. Cái này là những cái kiến thức chúng ta cần phải biết. Thì cũng mong là cũng phải biết được đó từ đây là tôi làm một bạn mà về những cái cảnh
và đơn giản hóa một cách đó đừng quá phức tạp. Nhưng những mặt là khi u nào mà đã phát hiện rồi thì chúng mình giảm đó cũng là sợ. Còn u nào mà nó nằm trong cái thể là không phát hiện gì đâu thì các vị đọc u nào rồi thêm một chút sự u thì vấn đề nó cũng là ra được luôn. Chứ không có đọc ở cái tên này cái kia quá nhiều quý phức tạp nó sai. Giờ chúng nói thêm cái u lên vô mà thì cũng khá đặc biệt mà đó là u lên vô này tôi còn cái bài đi có thể các vị sẽ tham khảo cái bài đó nhiều hơn. Nhưng mà tôi thủ tục lực ba một số vấn đề để nghĩ được rằng thế không ạ nước cả của người ta luôn là một dòng u mà tôi lúc nào mình có được một mối cũng có thể có những cô mà nó là sự u đó để bây giờ chúng ta chẳng hiểu được tại sao nó làm điều đó mà nó lại là không được. Thứ hai là nó liên quan tới vì tỷ lệ mắc bệnh F là được tăng cao lên thì nó liên quan đến hệ thống miễn dịch đó. Thì vấn đề ở chỗ này là liên quan tới cái vi mình học của nó như vậy cho nên nó liên quan tới cái tăng được thì chuyển già cũng cái gọi là COVID và từ đó thì nó gọi là trở thành là dòng lymph node hoặc kỹ một đặc biệt là nó mức độ tế bào cao thì các anh chị coi cái bảng này các anh chị nên nhớ để dễ nhận định thôi. Tức là các cái dòng lymph node thì thường nếu mà nước bạc mà không ở thì cơ địa cũng suy giảm dịch thì khi đi nó không tổn thương nó những cái sự kiện tăng trầm trồ một cái báo cáo những cái việc công việc quay cao và trọng tư thì nó thấp đến thứ hai và nó hạn chế tăng cái điều dân là đúng. Vì thế luôn luôn nhớ là nó nằm ở quanh nó thấp và phía bỏ một bên bỏ đó. Còn nếu mà cứ phạt thì luôn luôn đi tới một cái vàng bên chứ không đi ở trong một để chúng ta các bạn sau một bài ở đây cũng mất rồi đó. Đây là nặng, đây là bằng phúc chỉ trung nhất ở những người cái mình nhớ suy giảm nhất khi bằng phúc không suy giảm nhiều nhất đơn được thì bằng phúc nhất đó là hai là không thể được em xong đây là những vị trí văn hóa thôi. Đầu tiên là ở vị trí nông các bạn thấy một cái tổn thương chỉ hàng rõ hàng chỉ có cả bằng phục mạnh đông nhất và nó có phổ vẹ nó đi của mèo theo đi của mèo nào thì các bạn đã đúng mà là đúng của mèo nào đúng ha nó có cả đó hiểu ha đó đây dấu hiệu này là người ta gọi là dấu hiệu sinh ra hoặc lót sang với các chị này tôi cũng thích dùng cái ngọn lửa của bạn dùng cái ngọn lửa ha nó hỏi dùng người đi thì theo họ cái này cái gì trong thấy một tổn thương bò nào ở dấu hiệu này hàng chỉ phức tạp và phục mạnh nhất là phục là cũng sẽ khá đặc biệt đó. Đây là cái gì đây đây một cái đặc điểm thứ hai là quanh nọc thức các chị nhớ quanh nọc thức thì các cái u mà dòng này một cái tổn thương quanh nọc thức thì có hai cái u mà các chị cần thương hoặc phải nhớ VBS nhưng cái đấy là không mang là đặc biệt là hàng của chúng ta rõ rệt hơn so với cái đấy như vậy nó có tính chất bốn một tập rõ rồi bốn nó rất là xong như vậy thì chúng ta có chữ riêng không mang này mang nghĩa là cái chữ có nghĩa là tổn thương nó có vẻ nó quy quanh nó thì mình đọc được riêng không mang thì có cái từ đó ấy đọc chơi thôi thôi phải ổn định đọc giả nên nó đúng được nó thôi chơi thôi. Thì như vậy cho nên là chúng ta nhớ hàng chỉ quốc tác một đồ tế bào cao hàng chỉ quốc tác chỉ đi đồng đồ cao quân nào thức quân nào xong là một vài lần đúng không ạ đó thì thôi con về chuyện đi là cả cái tổ tương ấy của cái tự pháp đó đây và như vậy các chị cũng đấy chỉ có một cái để nó đi chúng ta cần thua đời nó không phải gì khi nào nó cũng dễ cả mà nhìn con tưởng là nhồi máu đau cũng gặp thuốc chứ đó sự vật nhưng nó là cô má và bề mặt vậy thì là phải giải quyết được cho nên cuộc đời nó nhiều đầy càng phải sắp đối và chúng ta tự nhiên chúng ta đúng rồi
cho nên cũng cẩn thận. Về đi lại khỏi lâm sàng thì bệnh nhân đột quỵ đâu, lừa tận lắm. Rồi và phần nữa là phổi nặng, phổi nặng thất thì để chúng đỡ giảm hóa cái gì nhiều số các đặc điểm biểu hiện nữa có giá thuộc từ phòng có gì không nắm nó cũng không chứ quả nằm đây dưới đây đúng không, nó nằm đằng đằng ngược lại thành quả bị trên cái lái đó là cái gì rồi chứ xem hàng là nắng hay là thứ hai là nằm ở vị trí nào và của chúng không nào nó cũng nằm thấp vì có từng số mà ở đó là thứ nhất có thể kết quả phục tận tận nằm đây để khi bạn này nó cho phép mà của nắng như tăng giảm như pháp mà thấy là có vẻ nó hơi đây hả đặt nếu mà ở thân nào thức thì chúng ta có cái dòng này hả nếu mà ở làm được mặt mặt thì chúng ta có cái dòng này hả mình đi vô và bao nhiêu lâu học cũng là mặt mặt rồi gặp thì xúc rồi vô rồi thế đây là gọi là hãng tử mà gọi là tăng sinh ngũ bào đang nhiệt thân còn nếu mà phương nam thì chúng ta có cái nắng kéo nắng thượng vị nắng bị nắng mà nắng nó thấp rồi các cái nắng sáng rồi các phương thức các cái bỏ cao nôm chống nó thức là làm thăng một tôm đó là những cái xong thì để chúng ta biết thì đầu tiên chúng ta thấy vị trí thì nếu mà sân sân đảng phải nào cũng lên vì quan độ cũng rô thì chúng ta có của u hình nhớ là xem số neurosatoma sega người cam và số cái con đường ngũ mạc thì cho nó có vậy thì đặc biệt của central nervous system và số cái con đường ngũ mạc là gì một bên thì cũng có gần như cũng có cổ cũng ít còn thì là một bên central nervous system là tổ chức thì có những cái dạng nắng những cái nặng của cái bộ trong mà bộ đó đó là hai cái nó có cổ mạc rồi còn nếu ở nào thức ngã ba nó thức thì sau thì chúng ta có đặt chúng ta có uống nào và các uống đủ đậm của mặt mạc vân vân các sản phẩm mặt mạc rồi những cầu độ kiên nám thì có nám của mặt mạc còn nếu ở nào thức ba thì chúng ta có cái nấm kéo và cái uống thì nó điện và hàm mặt tôm đây mình biết rồi rồi ở nào thứ thì chúng ta có những cái băng ni môn băng ni môn có được là sản phẩm vân thì cái này là cần tôi dạy khi chúng ta nhân hết việc bắt thực mạnh không để bắt thực mạnh nhớ là u bằng nào phải bao nhiêu không có bắt ngoài bắt thực mạnh rất thế còn là bắt thực như vậy nếu bắt thực của mạnh có u thì có ba của u này nếu bắt thực có thể là viêm nhiễm như các cái u mà các cái viêm nhiễm vừa tôi nói rồi là như vậy nó bắt thực mạnh nào thì bắt thực mạnh rất như vậy để xuất phát từ đâu nếu mà thân nó rất cái bắt thực xuất nếu thường ở cái mắt trong suốt thì nó là cái dòng là cái u số bao thôi mà cái số cái bao này là một bản chất của nó cái dòng của u số bao thôi rồi u mang vào thân rồi cái này là cái sự phát từ quắt hay là cái phần thân cái u này cũng mới u nó đôi cũng nhẹ nhàng hơn thế thôi cái phần mục tiêu là gì cái này thì nhớ thành là tốt không chúng ta nhớ là không ở luôn không nhớ đâu sao mà năm ở đồng đô từ trước từ trước từ quan anh làm bắt khủng hoảng anh làm công học rồi là cái điều của nó rồi còn cái yếu băng đi môn cho nên mình cũng bị mất đi một lần cái băng đi môn thì chúng ta nhớ cũng biết thứ tư về là ông một đêm cái cây năng lượng của người ấp ở chợ đông ha là có thể dùng tên đều còn một cũng biết một người đêm đó và ký thì bắt buộc thì nó không đồng nhất và nó có thể có xúc được ở một rồi còn xúc cái băng không là một cú đặc biệt gần như người ta quyền chặn được kỹ là cú gần như là một cục dòng cú sao bảo dưới mang nạp thức là một và một người lớn chúng bắt buộc và ở cả cái nạp thức như nạp tư nạp bên còn như một người là nạp thức tư nạp cái này cũng bắt còn suy ga thì nhớ gặp trong bệnh sơ cứng để bệnh phụ gặp vị trí đường cũng rồi để cái đường rồi rồi di căn thì gặp ở bất kỳ đâu cũng nói được di căn thì là nhiều lắm
bệnh mất mạc thì chúng ta có cái u tụ tập xương đầu hàng đầu là u mô não và ba cái u nguyên phạm của bệnh, còn lại là những cái nhóm liên quan đến trong cái u nhũ thì có hình ảnh nó với mũi bất cạp đó, nó cũng mạnh rất là mạnh á, rất là do mạch máu á là u nhũ. Còn u mô não thì như mọi u mô não là có cái kỹ năng đặc biệt là kỹ năng trong mạch rất tốt. Đây là những trường hợp mà nó biến biến nó tự động thêm một cái này để phân biệt thôi. Tumor thì liên quan tới u mặt mạc màng mềm, thì trong đó u mặt màng mềm u mặt cả u mặt mạc rồi chỗ nào có thì đây là bằng câu bạn chỉ trên tay đi sẽ nói sau rồi. Còn cả cái nám thì chúng ta có cả cái nám như vậy rồi. Còn cả u ngoài trục thì hôm nay thì xin hỏi đại diện anh chị việc cho những ông nào và cái u về mặt dòng u suano thì đây thì chắc từ đây thì người ta chia này bệnh tật sẽ bị cãi một ngày là mình chưa không đủ u mới thì nó sẽ cái này có gì thì u mô não dạng mặt, nhưng mà bây giờ thì nó đặt ra rồi rồi còn cái này là và phần lớn cả u mô não thì phải ít cũng chỉ là nặng thôi. Và nhớ đặc điểm về tần suất thôi, đừng bị nhiều nặng liên quan tới những liên quan đến độ stress với những người ở trong khi bị nhiễm virus, những người sống trong cái môi trường mà môi trường nó sẽ bị ôm thì nó dễ bị hơn người và cho nên lượng bị nhiều lượng dễ bị bốc sốt stress bởi vì nó liên quan nhiều tới cái lỗ liên quan đến cái vùng nào thì những cái việc mà có bỏ một cái đặc điểm chúng ta cần nhớ là quercetin thì nó đồng độ cao, gần như là luôn luôn là đồng độ cao, gần như phần lớn. À, có thể là bôi cũng có bôi. À, rồi thì mà liên quan xương thì nó có ba kiểu liên quan xương trong trong vùng nào. Thứ nhất liên quan là phản dây thì xương thì nó là người gọi là hyperostosis. Thứ hai là nó mòn cái xương thì nó, và thứ ba là nó sống nhập vào cái xương thì nó. Và cái nữa là đặc biệt ở vùng trên yên, vùng yên thì nó uống cái xương theo vùng người ta gọi là nhiều glycerin thì gọi là yên, như vậy thì là vùng nặng như vậy. Đấy, vận độ cao và phục mặt rồi, vậy với tí đặc biệt không cần chọc động từ đúng không? Vậy là vâng, đấy, còn cái gì việc về phù vùng nặng, có những người trên mặt phù nhiều cái độ cao phù nó kiểu cũng kiểu như sao cũng nhận thức được, nhiều khi cũng thấy rất nhỏ, phù rất nhiều, cũng kêu hoa được một phần cho nên cái phù những nợ được gì đâu, nó phù chủ yếu nên cũng một thầy của thầy dương mà nó phù lắm đến tại nào rồi, phù một đứng, phù một đứng, đấy là tên. Ví dụ như cái chút lên tiếp tục, ví dụ như cái gì thầy, khi cái gì thầy một cái điểm mặt mà nó tỏa ra, là cảm thấy chắc chắn là cũng nào cũng sợ, cũng như gì đâu, nó bám vào cái một đứng, mà nó có cái điểm mặt từ tỏa ra. Dạng đọc là u mô não phải là chắc chắn để dùng rồi là dùng bắt buộc thì chúng ta không sợ. Còn đối với chứng thì cũng bỏ cả u mô não và lymphoma và u tuyến yên cả ung thư đấy, thành ra là không cũng chắc là u mô não là đối với chứng là chắc đối với chứng nó lấy được cho tổn thương của nó ngoài trục hết. Đây u mô não số hai thì cái mẫu chuột của các cái chế độ u mô não đầu tiên u mô não luôn luôn gần như không luôn bám vào mặt trục mà thường bám vào mặt trong của não hơn là mặt ngoài từ khi mà đi xuống được ra còn cái mặt trong của cái gì được thắng vật thắng u mô não là phần mềm, phần mềm mặc dù là mang nhiệt nhưng mà nó lại là một cực còn nó mang nhiệt cực kỳ hiếm gặp u mô não mang trong nhiệt là phải cười thì điểm được. Cho nên khi một chỗ như vậy thì chúng ta suy ra đi tìm cái điểm đầu tiên có dựa vào cái vũ dựa là được rồi. Cái điểm đầu tiên điểm mặt như này nó điểm mặt cuối và khi xâm lấn vào cái số hai thì nó làm theo một mặt trạng trong số hai. Trong khi u tự nhiên thì không, đúng không? Đây,
cho nên thì cũng vào cho nên dân có đường tận được chưa, cho nên chỉ có đường tận mới chẳng nó không dừa vào, mà chúng ta dừa thì không biết là dừa vào cái khác, dừa vào cái việc khác, dừa vào cái láng vọng bên trong, dừa vào cái nhiều rồi có hôm nào nó có thể nằm ở bất kỳ chỗ nào, có thể nằm hút mắt ở trong một quán hút mắt một mùi chỗ nó quá đấy. Đây chúng ta dừa hút mắt thì chúng ta dừa một cái dấu là đường, à kể là đường đường xe điện trong tắt lái ha, đây tức là cái cú màng nào của những cái gì thì nó bọc quanh những cái gì và nó chưa lại những cái gì. Và như vậy thì chúng ta chỉ chụp trong cái cục thì chúng ta tìm được những cái gì nó nằm trong bọc quanh cú vậy. Và khi chụp kết A thì nó có thể cấp máu từ động mạch cạnh ngoài bên trong, và có thể là cạnh ngoài là cũng được là cạnh ngoài là cũng được cạnh ngoài cấp máu bên ngoài. Và như vậy đưa ra cơ sở để can thiệp cho quý vị, chúng ta nên những cái môn mà gặp mọi người khi can thiệp đặt mặt sở để làm giảm mặt mũi một cái đợt chảy máu và chúng ta muốn chúng ta có lý do chảy máu ô ạt thì cho nên đây là đặt mặt rồi và cái gì đây là quyền đặt mặt sau như vậy cho mọi người chúng tôi để lo là làm thì không thể đâu nó nhắm lại cũng như lại rồi. Ngày xưa với lúc như khi dạy như này chúng ta sẽ dùng cái lòng sàn lòng sàn không dạy xưa dùng lòng sàn thì dòng này thì cái nội dung này là nội trong một phân học phân loại u rồi thì các anh chị hiểu một điều thôi là cái này mạch máu rất nhiều và phá hủy cũng rất cao, cho nên là nó có ba cái đặc điểm mà chúng ta cần nhớ là khác với cái u màng não là cái đáy của màng não rồi, còn một cái viêm là cái đáy nó là có hình động và nó không phải dài xương, không phải dài xương mà nó cũng có một vị xương cũng có thôi, không có dài xương đó và không có đầu côn mà nó có phân mũi mà không theo cầu có thể lo vì người lên trên đều được cái thân dụng đó. Đây là đặc điểm của cái viêm màng não là cái viêm màng não bên xeo này nó nhỏ là để phân biệt của màng não. Còn u bao dây thần kinh thì chúng ta nhớ là gặp ở người phải lớn cũng được nhiều hơn nam mà được rồi cuộc sống nam nhiều hơn được mà nào được nhiều nam mà người lớn và nhớ một câu các u bao dây thần kinh không nằm ở các nhánh vận động được không mà nó nằm ở các nhánh vận động như vậy thần kinh thì không cậu có thần kinh thần kinh thì có thần kinh thì giảm tốt cũng có thần kinh bài có nắm có bài vì bài có thì có cả một trăm có cả một trăm giá nắm có trăm giá giá có một giấy sáu ý cũng có nhiều nhiều được nha, cho nên có người đọc là u dây con của ba tôi vẫn coi lại là bị kim văn nó bị lan cá rồi bị mình thấy đó đó như vậy giờ vậy ba dây tám vị trí là dây tám dây năm là dây dây đúng rồi là như vậy các bạn cứ nhớ với góc phương nào thì giờ chúng ta chuyện ở mi bước trình vì thế nào mình nếu cú góc câu thế nào mà phát triển về phía sau thì cú có dễ phát phát triển về phía trên chúng ta và hồ sơ dựa thì là dễ vậy phát triển vào lực quán bên trên thì là dễ năm như vậy chúng ta có ba cái dây u dây thì chúng ta đi từ hướng đi giúp chúng ta có thể nói u dây nào một cái đặc điểm nữa để khác với u não là một bên có sụp biếu một bên không, tại vì quá lâu nên nó có sụp biếu còn có nam, cho nên bắt buộc cũng như có sụp biếu trong còn trong khi u não là không có sụp biếu và chưa có sụp biếu, có như vậy chúng ta nhiều hơn cái gì để có việc là sống quá và có việc để thay đổi quá và những cái 100% bắt buộc cả đến trong cuộc sống và sau đó đều được bằng mắt thường. Đấy, đó là cái câu không bằng mắt thường thì chết nhé. Khi mà có việc với đi đoàn giao cụ khả năng mắt thường. Để là cái mắt thường đọc quay cho nó được. Dù to dù nhỏ, trong đó cũng đem nó siêu. Thì cái gì được khi nó chết xấu hơn thì nữa, thì nó chia ra. Cái gì là cái ác phụ tích hay là cái xua lơ, cái bản thân tin lên nó nhắn. Cái ác phụ tích.
chỉ được ăn tết nhiều hơn, còn việc sẽ đưa lên nó bị sốt này, tinh thần bị sốt kia thôi, đó là sự là vậy. Đấy. À, như vậy thì nó lệ thuộc vào cái vật đồ thể vào kiểu anatomy A hay anatomy B trong phần học nó cho chúng ta thấy khả năng khả năng. Như vậy là chúng ta thấy kích cỡ trên 3 cm thì thường là nó không nhất và khả năng, nhưng kích cỡ dưới 3 cm thì nó không đồng nhất. Chuyện gì không đồng nhất làm khó chúng ta trong một số điều đúng. Còn khi mà nó cũng không đồng nhất thì chúng ta dễ dàng hơn, có nó sẽ khả năng. Đây, khi nó đồng qua một con lớp trên thì là như vậy chúng ta nhớ bộ tóc tôi mà nào chúng ta không biết cổ cổ chính đó là nhưng đó là xem hay là amen thì có bao nhiêu đường kính phần mặt nam phần dưới bên trước để quy đặt ngôi tổ để bằng công chúng ta đi tiêu sợ thì chúng ta hiểu vui không. Tại sao cái gì phải cổ chính ấy, mình đang vẫn đang nói chuyện ngoài trục cái nhà cái thằng trong cuộc nhà công việc chính tinh tinh số dưỡng đi đường kêu mà hoạt động được mở
Nhưng mà bây giờ thì có, bây giờ bộ cái tí đây, bộ cái xóa mở ra xong, hả? Mở. Đây, cái gì đây? Cái bờ đen thì phải là gió nó bờ đen là giả. Cái đồ chính là đánh giá cái gì đấy? Tức là sai việc chữa mô có tân số hóa học, tân số cùng mô có sai việc hóa đơn. Đó là theo từng cái mà hóa, mà hóa học, mà hóa tân số. Thì nó sẽ dễ dàng dàng. Mở nó đang đóng là thất khí rồi đóng cá đây ngoài đây cho nên khi gọi những cái đó phản ứng được đóng đóng vật còn số trường hợp nó nán bình một cái của chúng mình để cho đôi khi chúng ta đang đang được yêu hả lúc đó còn nán bình cho nên thì tôi còn nán bình thì chúng ta đã biết là chúng ta không biết cái nán bình này thì cái kinh nghiệm Việt Nam thì họ nghèo, Việt Nam thì giàu, Việt
trong đó với năm không? Đúng không? Rồi thì nhớ phải luôn luôn nhớ trong đầu phức tạp, và luôn luôn nhớ bắt và chụp không quá hả? Đây cái này là cái sự lô cùi của nó đấy, cái này là cái đặc trưng về đồ lô cùi đặc độ cao từ thị xã này mới giảm lên rồi lên tới thế này lên qua đang qua cái lô này thẻ đẹp của em đi lên nên đọc cái liệu nó nói câu cùi nó chưa để cái chuyện nó còn cái nữa là nó cũng tùy chọn mà thì cuối cùng là cái chủ thôi. Còn nám của nhiệt thì anh chị thấy cái này là thông thường các cái nám của nhiệt thì nó nằm ở quang nhiệt và không không thương nhưng tôi chỉ bỏ những dòng nám của nhiệt bỏ thông thương thì cũng chết đó và cái gì thứ hợp nhất là vì cái đôi mắt cổ và vừa ở đây là cổ thấy không và sau đó là góc cầu thứ nào và cái thứ riêng của mình thì đó là gì đây góc cầu thứ nào năm mươi giờ nó khác với cái nám tử vi đây cho nên cái bờ nó đơn giản hơn nó có đẻ còn đến cái tử vi nó đẻ của bờ nó được đây là cái bản cái gì phương việt cái này nằm trong bôi sẽ nằm trong đề thi cái này là chất điểm của năm khi cái gì mà một cái điểm thì thích có cái gì mà một cái nơi vui thú cũng không nhớ quên đi hoặc cũng đã xóa được được cái kinh nghiệm đến ký luôn mà để không làm việc về la và điện thoại cũng điện thoại đi những cái sai chẳng ai trả được còn cái năng keo thì nó lệ thuộc vào cái năng độ protein thì nhiều nó bất kỳ thì thuộc vào cái năng độ protein năng keo để cho con keo ra để cho bạn này cho cái gì vậy một khi D1 khi mà năng độ protein dưới 10 thì D1 cái hàng sau có độ chênh lệch giữa là D1 thấp D2 cao mà nồng độ protein càng cao lên thì có khoảng cả hai hàng liều cao 10-20 hàng liều cao và để đến một cái mức mà khi xuống cao khoảng hai hàng liều thôi tôi đã từng gặp một cái thanh niên mà nó thoát cả D1 cả hai liều chỉ trong năm thoát năm nay là tuổi gì tuổi gì nên là anh em chỉ biết rằng là anh em đi dịch protein hơn nó để không đạt đến mức vậy đó đó nên kêu cáo cáo mới đánh thì thành đọc anh xúc việc được không nó dùng ý xúc việc và nói ra vẫn được đồ phố mình mới đọc xúc việc là chưa được và nó nám nó dịch nhá chào protein đây nó thấp lên thứ hai cao thứ một chào lên như vậy đây đây là những cái nám cái điểm của nó kêu cái này chúng ta phải nói u để làm mở bình mạch thận để mà u thì gì không có gì nhưng mà làm cho đồ hiệu không làm ngay vì cái này đen là giảm rất là đầu ui đồ hiệu như vậy còn lại cái bạn này cho các anh chị thấy một cái thực tế về các người nam hết trong sách hết còn cái đôi ấy anh chị nào cũng có cái đó trong sách nào nhé tôi cũng để các anh chị nhớ cái này còn việc mà gì khỏi khỏi nhắc lại cái điều của khỏi nhắc là gì ở đâu cái điều là đúng luôn nhớ là tổn thương nằm đâu trong cái tổn thương cái này dữ liệu đặc biệt và đầu kế tiếp là có cú là quan tử nào và tất cả các cú đều có những tổn thương hay phân tương như vậy thì tôi có cảm nhưng ngược lại và không chỉ còn số u nó có dùng trong tổn thương cả acoustic nằm cả bộ não chỉ là cả trong tổn cho nên tùy anh chị phải nhớ con cái tỷ lệ của tổn thương có tương phần của anh chị hiểu được là tổn thương là như thế thì ví dụ giả sử cái tổn to rất to nhưng những khoảng trong tổn thì là chắc là phải u rồi thế nhưng mà thường những tổn cá nhân phải hiểu theo được đó và cái kia là nhìn được thêm một điểm nữa tổn thương điều đặn u thân cái đệm rồi thì nhớ là vẫn được cái đường khác cả vì hàng rõ cũng nhận rõ vì hàng rõ thì chỉ còn lại một năm sáu tháng đến cũng được đó còn mà chỉ là không rõ thì cần chỉ lúc đó nữa tới đây thì khi trong oligo hoặc tô cái kiểu như mà nhà đó gọi là bao rồi như vậy và như vậy chúng ta tắt được hàng rõ cho nó thôi cái đồ hàng của nó vì giờ hàng rõ thì từ một đến ba
Việt Nam không rõ tiếng Việt Nam để mô tả như vậy. Rồi chúng ta mô tả các nước Trung Quốc và đặc biệt cái gì vậy? Đánh giá. Tôi cho cái không quan trọng hơn cái gì cả, có cái gì kiểu tức là đánh giá đồ sống lẫn đồ lá, sống lẫn đồ sống xung quanh đánh giá này thì đặc biệt là gì quan trọng hơn cái gì là chủ đề của gì? Cái gì nhiều khi mô tả hơn để còn có cũng nào? Còn trong khi cứ nói cái gì đến mô tả cái gì cả, cũng ở đây cả, một số cái bản gọi có tiền. Đặc biệt tôi xem mình đọc cho người làm nông cho nông sản chứ không phải là mình đọc cái bộ kết quả, nhưng mà các bạn đọc mình phải thấy nó nữa nông sản người Việt Nam người ta cũng nhiều điều đó có những cái nông dân mà đọc cái mô gì nông dân thiệt không, tại vì giờ mình chưa có nổ gì đấy, nhưng nổ không cần nổ, nhưng mà nói là mình phải nói cái đó, ví dụ như nói chuyện đấy em về đấy không có đặt cái gì bên cái đoàn đường của chúng ta, một bên là không một hạng được, không thực hiện được, bởi vì trong những trường một hạng được, còn đấy là không ai một hạng cả, bởi vì chúng ta không có điều kỳ hàng điều kỳ và hoàn cả tiền thuốc, cho nên cần một sự kiện ra để cô tôi tiếp là di rời cho bao lần là cả ví dụ là cũng như làm nó được là điều đối diện, ví dụ an toàn của mình mà về vậy, nhưng cả còn cái gì cần biết rằng đơn giản hoặc cần thêm nữa, tại sao chúng ta phải phục vụ là mấy tập u gia của họ không được. Cho nên khi cần gì đọc đến u gia do các người thấy họ là tự tư thấy một cái trạng thái gì mà nên là những việc gì cái cần có cả là làm được rồi để tốt kiếm lại. Còn như vậy thì nói tóm là khi mà nó đi từ đơn giản thì có phức tạp rồi thì cái gì nên thuộc về lại đơn giản quá đi. Khi việc gì thì nên đơn giản là đừng phức tạp quá. Cho nên ngay đọc đọc một Google ra đọc cho cái này nghe đọc cũng là cái sự quản lý hình của chính sách đó và đem nó đọc được thì các phương thức thị trường nó quan trọng hơn thì các phương thức.